Hi, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái bộ điều khiển từ xa. Đây là cái remote. Đây là cái bộ công tắc. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng. Thì cái đó đấu nối cái thiết bị này. Thì đây mình sẽ bật cái này lên và mình đấu nối. Thì chân số 1 trên đây thì mình sẽ quy ước là chân số 1 là từ bên phía trái qua đây 1 2 3 4 thì đấu chân số 1. Chân số 1 thì mình sẽ cấp lửa vào. Vì ở đây nó sẽ là chân số 2 với chân số 3 nó sẽ thông nhau. Nên chân số 2, số 3 thì tức là gọi là mắt chung. Thì chân này thì mình sẽ đấu chân số 3. Mình sẽ đấu ra bóng đèn. Thì ở trên đây nó sẽ là quy ước như thế này này. Cái chân số 1 khi mà đóng điện nó sẽ nối với chân số 4 thì tức là sẽ cấp lửa. Và chân số 2 với chân số 3 thì nó sẽ thông nhau. Đây, sau đây mình đấu xong. Rồi, bắt đầu tiến hành mình cắm điện. Đây, mình sẽ thử luôn. Thử luôn. Đây thì mình sẽ cắm điện vô. Cắm điện vô. Đây nó bị ngược này, lửa ngược thì mình đổi lại cho nó đúng lửa. Đây mình thử luôn, ví dụ như cái này nó lửa này, bút tới điện nó sáng này, đây nó cũng qua này, nó sáng này nè, tức là hai cái này thông nhau này, mình đổi lại. Thì đây mình đấu đúng theo nguyên tắc ấy, là chân số 1 nó phải lửa để chân số 4 nó cấp ra lửa và chân số 2 là mất đó. Thì khi thiết bị nó ngắt ấy, thì mình có thò vô cái tải ra nó sẽ không bị giật và thiết bị thì nó sẽ có đạt cái độ bền cao hơn. Ví dụ như cái bóng đèn vậy, mình ngắt lửa thì bóng đèn nó sẽ không bị chập chờn, hay máy bơm nó sẽ không còn điện ở trong cái máy bơm khi mà mình ngắt điện. Thì đây đó, mình sẽ thấy này, bây giờ mình sẽ bật on lại này, đó đèn nó sáng, tức là bây giờ số 4 nó sẽ cấp ra lửa này. Chói để mình che cái bóng đèn lại thì mọi người sẽ thấy cái chân số 4 nó sẽ cấp ra lửa đó, chân số 4 sẽ cấp ra lửa này. Đó, đó, chân off. Ở đây là on off. Nếu mà xa thì bây giờ thiết bị mà xa thì mình sẽ kéo anten lên thì để nó xa hơn. Rồi, chúc mọi người sử dụng thiết bị hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.